Cây đấy à? Ừ, cây này dày lắm mà ngọt lắm. Cây đấy thì rỡ sai mà còn nhỏ nhỏ thôi nhưng ngọt lắm, dọc. Ra bên kia ạ? Ừ. Ngọt thì có nhỉ? Ngọt thì cũng thích. Đào bạc cái này thì người như là ăn nữa chứ. Được chưa? Thấy được chưa? Thấy còn nữa không? thì mua cho em, mua để nếu mình không được mua nào Bình đi đâu rồi? Đây, mua đi. Đâu đâu đâu? Dạ, có mà. Đâu? Đấy, người ta khách tìm đến. Con đi để em nhờ bà em mang về. Buổi sáng rồi là để là nó sao hẳn đấy, là để rồi đấy. Chị phơi mãi từ từ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chỗ nào cũng mình nó ở Đồng Tiến. Cái cháu hái từ Đồng Tiến, cháu chặt từ cả mấy Đồng Tiến. Biết là tàng không? Biết là tàng. Tàng nào Đồng Tiến á? Tàng không sao cháu lại không biết đấy. Biết. Cái này là nhiều hương dâm đấy nhỉ? Vâng. Có phải hương dâm không? Cái hái nhà ai ở Đồng Tiến? Đây có thể hạt trong lạng không? Đấy, cái mùa thảo ấy, xin cái này hạt đấy, ông luôn.